Hey, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chủ đề tiếp theo trong phần DOM JavaScript, đó chính là phần DOM Event. Đó. DOM Event nó được sử dụng trong những công việc gì? Thì các bạn cứ hình dung ở trên một trang web thì nó có rất nhiều các phần tử, các link, các button. Đó. Thì mỗi khi người dùng phát ra một cái hành động, ví dụ như click vào một cái button, click vào một link liên kết, hay là người dùng hover chuột vào một cái menu như thế này, thì trong JavaScript nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thuộc tính, những cái phương thức để chúng ta có thể bắt được những cái hành động mà người dùng vừa tác động lên trên một thẻ HTML. Thì những cái phương thức đó trong JavaScript nó gọi là DOM Event. Đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bài này của chúng ta. Thì ở đây tôi có liệt kê ra danh sách những cái event, những cái DOM event mà JavaScript nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta thực hiện những cái công việc khi mà người dùng tác động lên một cái thẻ HTML nào đó trên trang. Ví dụ như các bạn nhìn thấy, chúng ta có các event như người dùng click này, double click, hay là khi người dùng kéo thả một cái phần tử đó, kiểu như vậy, hay là người dùng hover chuột vào, hay là bỏ chuột ra, kiểu như vậy, hay người dùng scroll cái thanh quận của trình duyệt, thì chúng ta đều bắt được những cái hành động đó. Vậy thì việc sử dụng những cái event này như thế nào? Thì thực tế ở những cái demo trước của tôi đã giới thiệu cho các bạn và có sử dụng một vài cái event để chúng ta thực hiện những cái bài toán trong từng cái ví dụ demo rồi. Ví dụ như là phần click hay là double click thì các bạn cũng đã biết cách dùng rồi. Tuy nhiên ở video này tôi vẫn giới thiệu cho các bạn cách sử dụng nó lại một lần nữa, và chúng ta có một cái cách sử dụng mới nữa, thì ở video này tôi sẽ làm rõ điều đó. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái trang example 1 này. Tôi sẽ tạo ra một cái trang HTML như sau. Tôi để đây là DOM event. Thì bài DOM event này tôi sẽ chia thành nhiều bài. Thì ở đây tôi để là DOM event part 1. Đó. Thì đối với phần demo này, tôi sẽ sử dụng một cái button. Đầu tiên tôi nói về cách sử dụng cái DOM event trước. Button này tôi sẽ để cái nội dung là click here. Đó. Và tôi sẽ có một cái thẻ div có ID là result. Đó. Và trong cái div này thì tôi có nội dung ví dụ như là sáng tác Việt Nam. Tôi chạy cái trang này lên. Đó. Đơn giản như thế này thôi. Tôi giả sử tôi muốn là khi người dùng click chuột vào đây thì cái này sẽ có màu đỏ. Đơn giản như vậy thôi. Thì để sử dụng được cái sự kiện, hay nói cách khác là sử dụng cái event click, thì tôi sẽ sử dụng cái thuộc tính on click ở đây. Tôi sẽ để đây. Tôi gọi đến cái hàm là change color. Đó. Sau đó tôi sẽ có một cái JS script ở đây. Và đồng thời tôi định nghĩa ra một cái function là change color như thế này. Đó. Và khi người dùng click vào cái button kia thì tôi sẽ gọi đến hàm change color và tôi thực hiện đổi màu cho cái div có ID là result. Tôi sẽ selector thông qua cái result này và tôi chấm style chấm color, tôi đổi màu cho nó thành màu đỏ. Đó, ok. Bây giờ chúng ta thử chạy này. Không được. Tại sao vậy? Document chấm style chấm color bằng red chuẩn mà. Document đây function chúng ta viết thiếu. Ok, chạy nó sẽ có màu đỏ như thế này. Đó, các bạn chạy lại này.
Ok. Thì thông thường cái cách viết như thế này thì chúng ta gặp rất nhiều rồi, tôi đã demo ở rất nhiều bài trước rồi, là gọi đến sự kiện và truyền cái tên hàm vào. Hàm này có thể là do chúng ta định nghĩa hoặc là một hàm có sẵn của JavaScript. Thì ở video này tôi muốn nói đến cái cách sử dụng thứ hai. Nó là như thế này. Thay vì các bạn phải dùng như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải định nghĩa như thế này nữa. Chúng ta có thể không cần dùng hàm này nữa, chúng ta sẽ viết như thế này. Thì tôi muốn bắt cái sự kiện khi người dùng click vào button này, tôi sẽ dùng DOM như thế này, document chấm, tôi sẽ selector đến cái thẻ button kia. Thì thay vì tôi đặt thuộc tính thì bây giờ tôi sẽ đặt một cái ID ở đây là btn đó, và tôi sẽ tạo ra một cái biến để tôi selector đến cái button này, tôi để là document bằng document chấm getElementById. ID ở đây là cái btn này. Ok, có nghĩa là tôi đã chọn được cái button này rồi thông qua selector, và tôi muốn viết cái sự kiện click ở đây thì tôi sẽ là document chấm on click bằng function như thế này. Đó, tôi console lên. Thôi, tôi sẽ dùng cái alert để tôi test xem tôi đã click được vào chưa. Ok. Đây. Lúc này tôi chạy nó lên. Chưa được. Xem nào. Nó báo lỗi syntax errors. Document chúng ta sẽ để là Boston. Nó báo là bị trùng từ khóa của JavaScript. Đó, các bạn thấy chưa? Tôi đã click được vào button này mà không cần phải sử dụng cái attribute kia. Có nghĩa là chúng ta sẽ selector bằng class hay ID gì đó để selector đến button này, và tôi dùng như thế này. Đó. Và trong đây tôi hoàn toàn có thể đổi màu được cái thẻ kia. Cái thẻ có ID là result kia như thế này. Chấm style chấm color bằng rest như thế này. Đó, thì đây là hai cách để các bạn có thể sử dụng cái DOM event trong JavaScript. Tôi chạy lên đây. Đó, thì lúc này nó đã đổi màu. Đó, các bạn thấy chưa? Kích vào. Đó. Đó, ok. Đó, thì cách thứ nhất là các bạn có thể viết function rồi viết thông qua thuộc tính của thẻ và gọi cái sự kiện đó. Thì trong cái thuộc tính sự kiện đó thì các bạn gọi đến cái function các bạn vừa định nghĩa. Cách thứ hai là các bạn viết như thế này. Thì tôi sẽ hướng các bạn đến cái cách viết như thế này. Vì sau này sử dụng jQuery thì chúng ta sẽ đi viết kiểu như thế này rất là nhiều. Đó, thì các bạn hãy thực hành cái demo này ở trên máy của mình để hiểu về cái cách sử dụng này. Thì ở video này tôi chỉ hướng dẫn các bạn là đối với DOM event chúng ta có hai cách dùng. Một là định nghĩa trên thuộc tính, và hai là gọi selector và sử dụng như thế này. Thì không cần phải định, bản chất vẫn là định nghĩa hàm ở đây, nhưng hàm này sẽ chính là hàm click và chúng ta không cần phải đi thay đổi ở trên đây nữa. Đó, các bạn hãy thực hiện nó ở trên máy của mình.